Bình ắc quy phục vụ anh em lưu trữ năng lượng mặt trời nhá. 12V 100 đấy. Model này chắc nhiều anh em biết rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa. Nó gọi là hàng kinh điển rồi anh em ạ. Kinh điển của hàng kinh điển rồi, đây. Dòng này sử dụng cell vuông nhá. Cell vuông này thì nó có một đặc điểm là anh em dùng phải rất là cẩn thận, không như cái dòng cell tròn anh em ạ. Dòng này xả phải đúng theo thiết kế thông số nhá, anh em mà xả quá tay cũng nguy hiểm, mà để quá cũng nguy hiểm anh em nhá. Đây. Bên trong dòng này thì được trang bị một là mạch bảo vệ nạp xả này, mạch cân bằng cell này. Mạch cân bằng cell thì được kết hợp thêm với cả mạch hiển thị dung lượng luôn. Nhưng mà anh khách này anh ấy đang yêu cầu là phải lắp cho anh cái đồng hồ ngoài, vì cái đồng hồ này nó ban đêm nó không sáng em ạ. Nó khó nhìn, thành ra anh yêu cầu là phải lắp cho anh cái đồng hồ ngoài. Mình mới lắp thêm cái đồng hồ ngoài này. Và anh ấy yêu cầu là phải lắp cho anh ấy hai cái giắc cắm này. Bởi vì tại sao anh này là anh ấy lắp ở nhà và anh ấy muốn dùng những cái quạt 12V anh ấy cắm trực tiếp vào đây này. Nên là bên mình đã thiết kế cho anh cái rắc này luôn nhá. Cái rắc thò thêm nhưng mà vẫn giữ nguyên kết cấu bình từ ban đầu. Bình này thiết kế thêm thành ra là có thêm cả quai sách luôn này. Đấy, phục vụ nhu cầu bê mang vác. Nhưng mà với tầm cỡ 9 cân này thì anh em lên là bê vác sách luôn nhá. Sách hai tay nhá, chứ không nên dùng loại quai sách một sách đâu. Bởi vì với cái độ nặng như này thì không có cái quai nào chịu nổi anh em ạ. Thật sự luôn đấy. Đây, xong. Đấy, quá nhẹ luôn. Dòng này là 12V 100A thì nặng khoảng tầm 9 cân, chuyên 9 cân anh em ạ. Đấy, siêu nhẹ luôn rồi. Anh em bình thường mua cái bình 12 100A thì nó sẽ rơi cỡ tầm khoảng 20 cân, nếu bình acid 20 21 cân. Đấy, thì nhưng mà với bình này chỉ tầm khoảng 9 cân thôi là rất là nhẹ rồi, nhỏ gọn nhẹ. Trang bị cho anh em, bình này sẽ cung cấp cho em được một số điện nhé, 1000W điện này. Đấy, còn nếu mà anh em nào nhu cầu cơ bản hơn, tức là dùng ở mức vừa phải thì có thể thêm khảo thêm cái dòng này này, cái dòng 1250 này. Đấy, dòng 1250 hoặc 1265 này, tức là dùng dòng này là dòng nhỏ anh em nhé. Dòng nhỏ hơn nhưng mà nhẹ hơn thì thường được mang đi đánh cá hoặc là kích điện hoặc là đi picnic du lịch thì hay dùng cái dòng này, bởi vì nó nhỏ và vừa phải chứ nó không phải quá to như cái dòng này. Dòng này của nó khoảng 9 cân, không có rất là khó bê. Dòng này có quai sách này, nó chỉ tầm khoảng 5 cân thôi nhá, 5 cân, nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Đây, cho anh em xem qua một vòng nhá. Có cả dòng 35A nhá, 35A thì bé lắm. Đây, bình này thì siêu nhỏ luôn rồi. Vừa nhỏ vừa nhẹ vừa gọn, mang vác cũng dễ tiện. Đây là những dòng cơ bản. Còn nếu mà anh em nào mà dùng nhiều hơn nữa, lên đến cái mức kiểu như lắp năng lượng mặt trời ấy, thì sẽ là lắp lên dòng dòng 50 này, dòng 24 này, 24-50 này, hoặc là 24-100 này, hoặc là 48-50 này. Đây những dòng này này, đây là những dòng lớn hơn. Dòng này thì phục vụ cho mục đích là sử dụng lưu trữ năng lượng mặt trời. Đây chẳng như mình đang lắp cho bộ dàn này này, có bộ con hòa lưới 2000 cộng với cả một con 45A đấy, tức là dùng để lưu trữ năng lượng mặt trời, kích điện thì sẽ dùng bộ này. Đây là bộ combo phải nói thần thánh nhất hiện nay rồi, không có cái nào mà ngon hơn bộ này nữa anh em ạ, tốt nhất rồi.